Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Cạp Đồ ngày hôm nay. Hôm nay là tối ngày thứ tư tại Hoa Kỳ. Bây giờ gần 9 giờ tối rồi các bạn. Hôm nay thì công ty cũng khá là bận cho nên làm cái video trễ. Và hôm nay Việt Nam còn đã bước qua là ngày thứ năm rồi. Và hôm nay đã Thuận có rất nhiều những thông tin tôi muốn chia sẻ với các bạn. Đương nhiên chúng ta sẽ dành rất nhiều thời gian để mà cập nhật những cái thông tin mới nhất liên quan tới SEC, liên quan tới Coinbase, liên quan tới Binance và một số những cái thông tin nổi bật khác. Thuận cũng đã chia sẻ khá nhiều thông tin trên những mạng xã hội rồi nhưng mà những thông tin thường chia sẻ chỉ là một phần thôi các bạn có rất nhiều rất nhiều những chi tiết mà thường dành thời gian để mà chia sẻ trong video này Đầu tiên hết thì chúng ta hãy nhìn vào thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Các bạn thấy được là hôm nay đây chỉ xuống Nasdaq thì kết thúc là xuống 129% 29 S&P 500 nên thì xuống 0.38 nhưng mà ngược lại Dow Jones thì lại có sự tăng trưởng là 0.27. Pre-market như là hợp đồng tương lai bây giờ đó thì xuống một chút các bạn. Cả ba hợp đồng tương lai đều là màu đỏ. Chúng ta có Dow Futures và Nasdaq Futures thì xuống 0.13%. S&P Futures thì không có sự theo đổi nhiều, xuống 0.09% mà thôi. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn vào hợp đồng dầu đó, thì vẫn ở mức thấp các bạn 72 đô cho một thùng dầu nói chung đó thì những gì mà cái nhóm OPEC Plus à, đã ra quyết định cuối tuần vừa rồi tiếp tục các giảm sản lượng nó hầu như không hề hứng gì đánh giá dầu hết các bạn nhu cầu dầu bây giờ vẫn rất là thấp như là chúng ta đã biết tại vì cả thế giới bây giờ đây nền kinh tế đã chậm lại rồi và chúng ta có thể nhìn vào vàng thì sao các bạn hợp đồng vàng thì vẫn dưới 2.000 đô crypto thì như thế nào crypto đó thì chúng ta nhìn vào btc thì ngày hôm qua chúng ta đã có một cái sự hồi phục lại như là chưa có chuyện gì xảy ra về cái mức giá mà trước khi có cái thông tin liên quan tới là sàn Binance bị kiện bởi SEC thì đó là một trong những cái điều mà làm cho nhiều người rất là phấn khởi các bạn giống như là chúng ta chẳng quan tâm đến những gì SEC làm nhưng mà hôm nay đó thì chúng ta thấy được là đã có một cái sự giảm xuống một chút cũng không có nhiều lắm các bạn chúng ta vẫn hơn 26.000 đô bây giờ là 26.307 ngày hôm nay đó thì BTC giảm khoảng chừng 2% so với ngày hôm qua Ethereum cũng vậy nhưng mà đáng tiếc chúng ta có một số những đồng mà được nêu tên trong danh sách gọi là chứng khoán của SEC trong hai vụ kiện của Coinbase và Binance thì những năm đó nó hầu như xuống rất là nhiều các bạn và vẫn tiếp tục xuống ngày hôm nay giống như là BNB hôm qua đó hồi phục chỉ có 1.9 mà thôi trong khi những đồng khác như là Ethereum hay là BTC hồi phục tới 4-5% nhưng mà BNB ngày hôm nay thì lại giảm tới 7.5 các bạn à, chúng ta có Cardano hay là Jim Cramer gọi là Cardano <laughs> giảm 6.6% các bạn Dogecoin giảm 3,2. chúng ta có Solana giảm tám trăm phần trăm so với giá ngày hôm qua các bạn hay là chim camera gọi là solano <laughs> cho tới ngày hôm nay đó thường đó là các bạn rất là nhanh tay khi mà có một cái gì đó nóng đó là sẽ có một cái meme coin nhưng mà hôm nay chúng ta vẫn chưa thấy meme coin solanza và solano xuất hiện các bạn nhưng mà hôm nay đó thì tổng số vốn hóa giảm 3% so với lại ngày hôm qua ở mức là khoảng 1.1 nghìn tỷ. Nhưng mà chúng ta có rất nhiều những cái thông tin mới liên quan tới vụ kiện, có thông tin tốt, có thông tin xấu các bạn. Chúng ta hãy bắt đầu với cái thông tin lớn nhất đi, đó chính là thông tin liên quan tới Binance. Thì chúng ta biết được thông tin này dựa theo tài liệu được nộp vào tòa bởi luật sư của sàn Binance thì nếu như các bạn nhớ cách đây khoảng chừng là 3 tháng đó thì có một bài viết đến từ Wall Street Journal Với Wall Street Journal đó thì lúc đó họ đã nói là Binance đã tới gặp Gary Gensler lúc đó Gary Gensler vẫn còn là giáo sư ở trường đại học MIT thì Binance đã đến gặp Gary Gensler và mời để mà làm cố vấn cho sàn Binance nhưng mà bây giờ đó thì tài liệu của luật sư từ Binance sẽ nói là không Chính Gary Gensler đã tiếp cận sàn Binance và ra cái đề nghị là làm cố vấn cho sàn Binance Thì chi tiết từ khi nào các bạn thì chúng ta đã thấy là các luật sư của Binance đã cáo buộc Chủ tịch SEC Gary Gensler đã đề nghị làm cố vấn cho Binance vào tháng 3 năm 2019 Gary Gensler đã ăn trưa cùng CZ các bạn tại Nhật Bản vào cuối tháng 3 năm 2019 Vào thời điểm đó, đó thì như vừa chia sẻ Gary Gensler vẫn đang giảng dạy tại trường quản lý Sloan của MIT Gary cuối cùng nó không đóng bài vai trò cố vấn chính thức nói rằng là nếu như mà đảng dân chủ và Joe Biden giành được Nhà Trắng thì không có thể sao quay trở lại con đường chính trị thì điều này cũng dễ hiểu mình thôi các bạn tại vì các bạn nên hiểu đó là Jay Chancellor trước đây là bắt đầu là giữ cái chức giám đốc cấp cao ở Goldman Sachs rồi sau đó đó ông ta mới đi vào chính trị và giữ chức là chủ tịch của CFTC, có nghĩa là ban quản lý trong tương lai hiện bây giờ. Rồi sau đó thì ông ta rời khỏi cái chức chủ tịch CFTC rồi đi dạy ở trường đại học Sloan của MIT. À, lúc đó là chúng ta đã biết là thời của cựu tổng thống Donald Trump Đó chính là thời của đảng Cộng hòa. thì à, bây giờ đó ông ta đang chờ đợi cơ hội để có thể trở về làm chính trị. khi mà Hoa Kỳ lại có một vị tổng thống đảng dân chủ kế tiếp và ông ta nghĩ là Joe Biden sẽ là tổng thống kế tiếp và theo tôi nghĩ thôi là ngay thời điểm này đó ông ta đã nhắm tới chức vụ là chủ tịch của SEC rồi và để làm chủ tịch SEC đó cho dù là tổng thống bổ nhiệm đi nữa thì vẫn phải uh, qua cái sự thẩm vấn và hạch hội của quốc hội, quốc hội phải chấp nhận thì mới có thể giữ chức đó được uh, và đương nhiên để cho dễ dàng thăm quốc hội đó thì uh, tốt nhất là ông ta không dính dáng tới bất cứ một công ty nào không phải là chỉ riêng công ty Binance mà tốt nhất là không dính dáng tới bất cứ công ty nào cho nên trong khoảng thời gian mà rời khỏi chức vụ là chủ tịch của SEC đó thì uh, ông ta đã lựa chọn là đi dạy thay vì là đi làm cho công ty khác hay là à, mở một công ty làm như vậy thì sẽ có nhiều tiền hơn nhưng mà để có lý lịch tốt thì đi dạy sau đó trở về à, chính trị đó là cách lựa chọn của gary gansler và đương nhiên cuối cùng đó thì à, joe biden cũng đã trở thành tổng thống hiện bây giờ và ông ta cũng đã trở thành chủ tịch sec lúc đó thì ông ta không có biết đây là một trong à, những cái chiến lược của ông ta trong thời điểm đó mà thôi thì ông ta đã nói với lại CZ là tuy không thể chính thức làm cố vấn cho sàn Binance nhưng mà có thể làm cố vấn không chính thức đó là cái sự thỏa thuận mà luật sư của phía Binance đã chia sẻ với lại to và CZ đã tiếp tục giữ liên lạc với lại Gensler sau cuộc họp tháng 3 và thậm chí đồng ý ngồi xuống để phỏng vấn với Gensler cho khóa học về crypto mà ông đang giảng dạy tại MIT thời điểm đó các luật sư của Binance đã cáo buộc rằng trước khi mà Gensler bắt đầu muốn kiện Binance Ông đã cố gắng thân với là Binance và CZ để lấy những thông tin cần thiết Thì luật sư của bên sàn Binance chia sẻ những thông tin này với là tòa án làm gì các bạn Thì uh, theo thuận hiểu đó chia sẻ để mọi người có thêm một cách nhìn khác về chủ tịch SEC Gary Gensler là tất cả những gì đang xảy ra đó đều là một sự sắp xếp. tôi nghĩ đó là cái mà bên sàn Binance muốn đưa ra hiện bây giờ. Tuy nhiên, thường vừa chia sẻ đó thì chúng ta có hai cái mẫu chuyện khác nhau. Mẫu chuyện này được kể bởi luật sư của sàn Binance và đương nhiên câu chuyện mà được chia sẻ bởi tạp chí Wall Street Journal thì lại uh, ngược lại nói là theo nguồn tin của họ đó Binance là người mà tiếp cận Gary Gensler trước chứ không phải là ngược lại. Dù sao đi nữa đó sự thật là hai bên đã có cái sự tiếp cận và quen biết với nhau đó chính là CG và Gary Chancellor câu chuyện ngày càng hấp dẫn các bạn đối với lời chủ tịch giao thì nếu như các bạn trả trở về thời gian cách đây khoảng chừng là hai ba năm đó thì lúc đó ai cũng hoan hô là giao đã trở thành à, người đứng đầu của SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Tại vì lúc đó ai cũng nghĩ là Gary Gensler là một người mà hiểu về blockchain, hiểu về crypto, đã từng dạy về blockchain và crypto ở trường MIT. Tuy nhiên đây là một cái người rất là tốt để có thể hỗ trợ sự phát triển của crypto ở Hoa Kỳ. À, nhưng mà cuối cùng ra thì đã không phải các bạn Thì có rất nhiều người nói là có phải chúng ta đã nhìn lầm Gary Johnson là không Thì tôi nghĩ đúng hơn là chúng ta đã bị gạt Tại vì các bạn đã thấy là tất cả những tài liệu, những lời nói, những video được thâu lại Khi mà ông ta còn là giáo sư ở MIT đó Thì đều Hướng về uh, Web3, điều hướng về uh, cái sự chấp thuận của blockchain, điều hướng về những cái nổi bật của blockchain so với hệ thống truyền thống, điều hướng về crypto. Nhưng mà bây giờ uh, thì hoàn toàn ngược lại. Khi mà leo lên được tới chức vụ cho từ SEC rồi đó thì hình như có một cái gì đó thay đổi rất nhanh chóng uh, và hiện bây giờ đó thì rất rõ ràng là SEC là cái đơn vị đối đầu lớn nhất liên quan đến crypto hiện tại và chúng ta nói tới thông tin liên quan tới Binance thì chúng ta cũng có một cái tài liệu mà gây ra nhiều cái sự lo lắng ngày hôm nay nhưng mà nó cũng không hoàn toàn như là mọi người nghĩ mới đầu đó thì có rất nhiều những nguồn tin chia sẻ nói là tòa án của Hoa Kỳ đã đưa ra một cái trác hồ to để CG Binance phải tới Hoa Kỳ để hồ to thì thật ra không phải đâu các bạn thì Ford business cũng đã đứng chính lại cái mà cg nhận được đó không phải là trác hầu to đây chỉ là một phần của cái thủ tục khi mà bị kiện về sec mà thôi đây là tài liệu từ tòa án à, đòi hỏi là phải trả lời và cung cấp một số tài liệu chứ còn cg thì không cần phải ra tòa đó là những gì mà được đứng chính ngày hôm nay chứ không phải là cg nhận được trác hầu to và ngày hôm nay đây chúng ta không nghe thêm bất cứ một sàn nào hay là dự án nào bị kiện bởi SEC chúng ta bây giờ hãy xem coi là đã qua hai ngày rồi bây giờ đó thì tình hình trên sàn của Binance và Coinbase như thế nào thì sàn Binance thì dễ thấy hơn các bạn tại vì Coinbase là một cái sàn mà họ nói là vì lý do bảo mật cho nên họ không có cung cấp tất cả địa chỉ ví cho nên tất cả những cái uh, trang web như là CryptoCoin hay là Casino đó thì họ không dễ dàng theo dõi ví của Coinbase được Coinbase thì uh, họ dựa theo những cái văn bản đến từ cái nơi mà lưu trữ crypto cho họ. viết bằng bạn nói là họ có bao nhiêu crypto nhưng mà họ nói họ sẽ không cung cấp địa chỉ ví vì lý do họ sợ bị hack và vì lý do là bảo vệ an toàn cho người dùng. thì nếu như chúng ta nhìn vào cái số lượng BTC nạp vào gửi ra cho tất cả những sàn mà được theo dõi bởi Crypto khoan thì cái mà chúng ta nhìn thấy trên màn hình nếu như là màu xanh lá cây có nghĩa là ngày hôm đó mỗi thanh một ngày ngày hôm đó là cái ngày mà có nhiều BTC nạp vào hơn rút ra và màu đỏ là ngược lại thì các bạn đã thấy được là gần đây đó cũng có một số ngày như là ngày 6 tháng 6 rồi trước đó khoảng chừng 2 ngày ngày 4 tháng 6 là những ngày mà chúng ta thấy có cái thanh màu đỏ nó dài hơn là trung bình nhưng mà cũng không có cái gì là quá nở bật các bạn nhưng mà khi mà chúng ta zoom in và chúng ta xem coi là sang Binance thì ra sao thì các bạn thấy được là ba ngày qua hôm nay đó thì vẫn chưa kết thúc nhưng mà ba ngày vừa qua đó chúng ta vẫn thấy được là có nhiều BTC rời khỏi hơn là nạp vào sàn Binance nhưng mà nếu mà chúng ta xem cái thời gian giống như là từ tháng 1 tới bây giờ đó thì đúng là cái số lượng rời khỏi sàn Binance so với nạp vào nhiều hơn là trung bình. Các bạn thấy là ba thanh này thì nó cao hơn là trung bình nhưng mà cũng không phải là quá đặc biệt các bạn. Khi mà các bạn so sánh trong vòng 6 tháng qua đó thì cũng đã có những cái đợt mà chúng ta thấy cái thanh màu đỏ cũng dài không kém hoặc là còn nhiều hơn nữa như là hồi tháng 5 mới đây có nghĩa là cái số lượng rút ra thì nhiều hơn bình thường nhưng mà cũng chưa có gì gọi là đặc biệt hết chúng ta nhìn vào tài liệu kế tiếp đi đây là cái số lượng BTC trên những sàn thì nếu mà chúng ta nhìn cái thời điểm giống như chúng ta nhìn vào từ đầu năm tới bây giờ đi thì các bạn thấy được là cái số lượng BTC ở trên sàn đó thì đã có một thời gian là từ tháng 1 cho đến khoảng chừng tháng 5 đó thì đã tăng trở lên đó là lúc mà chúng ta đã biết là có nhiều người chốt lời nhưng mà sau đó thì cái số lượng BTC cũng đã giảm xuống và khi mà zoom ra đó thì cái xu hướng giảm à vẫn còn ở đó Có nghĩa là càng ngày càng ít BTC trên sàn hơn Đây là chúng ta tính tất cả những sàn nói chung Khi mà chúng ta zoom vào nhìn tài liệu sàn Binance đó Thì khi các bạn zoom vào trong thời gian là từ tháng 4 tới bây giờ Thì có thể là nhiều bạn nói wow khi mà có tài liệu liên quan tới SEC kiện Binance Thì từ ngày 3 tháng 6 tới bây giờ đó cái số lượng BTC rút ra sàn quá nhiều đến nỗi mà chúng ta có thể nhìn thấy được là cái số dự trữ BTC đó đã giảm rất là nhanh nhưng mà đó là chúng ta nhìn ngắn hạn từ tháng 4 tới bây giờ khi mà các bạn zoom ra và các bạn nhìn à, kỹ lại đó thì cái số lượng BTC và Binance vẫn tăng theo thời gian các bạn. Gần đây đương nhiên là chúng ta có một số những cái đợt như là các bạn thấy được là cái đợt hồi tháng 5 đó chúng ta cũng có một đợt có nhiều BTC rời khỏi. Chúng ta cũng có thể thấy được là trước đó nữa là khoảng chừng tháng 12 cũng có một đợt là có nhiều BTC rời khỏi khi mà sàn FTX sập thì lúc đó nhiều người cũng đã muốn rút BTC để mà nhưng mà tự dự trên ví cá nhân của mình cái mà tôi muốn chia sẻ đây các bạn là dựa theo tài liệu on chain cho đến bây giờ đây chúng ta thấy là đương nhiên có số lượng BDC rút ra khỏi sàn Binance từ khi mà có thông tin là SEC kiện sàn Binance trong vòng 2 ngày qua nhưng mà nếu nói là sàn Binance đang mất rất nhiều BTC thì vẫn chưa phải đó các bạn sang Binance là một sàn mà vẫn còn rất nhiều BTC hiện tại à, và chúng ta sẽ xem tài liệu liên quan tới Ethereum thì uh, chúng ta có thể nhìn thấy được là Ethereum thì tính hết tất cả các, các sàn đó thì các bạn thấy được là trong vòng hơn một tuần qua ngày nào chúng ta cũng thấy là có nhiều Ether rời khỏi hơn là nạp vào tương tự như BTC Ethereum là một đồng mà mất đi theo thời gian trên sàn các bạn và đặc biệt là tốc độ mất đi đã không hề suy giảm còn nhanh hơn cả BTC bây giờ nữa thì đây là tất cả các sàn nhưng mà khi mà chúng ta zoom vào sàn Binance tính riêng đó, thì các bạn nhìn thấy được là trong dòng thời gian là 6 ngày qua thì cũng tương tự như là cái tài liệu chúng ta đã thấy à, khi mà so sánh với tên các sàn thì vẫn thấy được là có nhiều y tờ rời khỏi nhưng mà cũng như là BTC có phải là rời khỏi tốc độ nhanh hơn trung bình thì đúng nhưng mà nếu nói là đặc biệt thì chưa đâu các bạn chúng ta thấy được là ba cái thanh này tuy là đỏ nhưng mà so sánh với lại những đợt trước đây ra thì cũng không có gì gọi là quá đặc biệt hiện bây giờ nếu như chúng ta nhìn vào Binance US thì sao các bạn Binance US thì trong thời gian ngày 6 và trước trong một ngày là ngày năm tây thì hai cái ngày này đúng là chúng ta thấy được là có số lượng ether rời khỏi nhiều hơn là nạp vào và nhiều hơn là trung bình nhưng mà chúng ta so sánh với lại thời điểm như là hồi tháng 5 đó, thì chúng ta thấy là trong vòng một ngày đã có 66.872 ether rời khỏi rồi cái số lượng rời khỏi bây giờ đó cũng chưa có gì gọi là quá đặc biệt nhiều hơn trung bình mà thôi tương tự như là BTC nếu chúng ta chỉ nhìn riêng sàn Binance US và nếu chúng ta nhìn vào cái số lượng dự trữ à, trên sàn Binance thì các bạn thấy được là Ethereum trên sàn Binance thì vẫn có con số tương đương với lại thời điểm giống như là hồi tháng 3 hay là trước đó là những thời điểm như là hồi tháng 12 hay là tháng 6 của năm ngoái thì cái số lượng dự trữ Ethereum nó đúng là các bạn thấy tốc độ cũng giảm xuống nhanh chứ không phải là chậm đâu nhưng mà sàn Binance vẫn còn nhiều Ether dự trữ hiện tại và nếu chúng ta chỉ nhìn riêng vào sàn Binance US thì như thế nào các bạn, sàn Binance US thì nó khác một chút. Sàn Binance US thì đúng là cái số lượng dự trữ mất đi rất là nhanh luôn. Các bạn thấy được là sàn Binance US đã không có nhiều dự trữ Ether rồi mà chúng ta đã thấy được là sau khi mà có cái sự kiện liên quan tới SEC và Binance thì cái số lượng Ether rồi khỏi Binance US rất là nhanh luôn. Đó là những gì mình thường có thể chia sẻ với các bạn Nhưng mà nhìn chung nếu chúng ta nói tới sàn Binance.com Sàn mà nhiều bạn ở Việt Nam sử dụng thì các bạn thấy được là cái số tiền dự trữ trên Binance.com vẫn là cái số uh, phần trăm lớn nhất bây giờ so với những sàn còn lại các bạn. Binance.com thì bây giờ vẫn chiếm 56.75 của cái số lượng tiền dự trữ khi mà chúng ta tính hết tất cả các sàn. Trong đó có OKEx, Bitfinex, KuCoin. Bybit, Huobi, Crypto.com và Deribit Đương nhiên chúng ta không có những sàn như là Gemini hay là sàn Coinbase ở Hoa Kỳ Tại vì những sàn đó họ không có cung cấp hay là công khai những địa chỉ ví Vì lý do an toàn như tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi Cho nên chúng ta có thể nhìn thấy được là sàn Binance.com thì bây giờ vẫn còn rất là nhiều dự trữ Nhưng mà sàn Binance US thì nếu chúng ta nói tới cái số lượng y từ dự trữ Thì bây giờ dựa theo tài liệu on-chain thì thấy không còn nhiều nữa các bạn Còn về Coinbase thì chúng ta không biết Tại vì chúng ta không có nhiều tài liệu từ sàn Coinbase hiện bây giờ thì nếu như các bạn hỏi thuận nên là có nên lưu trữ tiền trên sàn Binance, Coinbase là không thì các bạn đã biết quan điểm của thuận rồi nhưng mà nào mà theo dõi kênh thường xuyên cũng đã biết là tiêu chí của thuận vẫn luôn là tự giữ crypto đừng tin ai đó là tiêu chí mà kênh này đã có từ rất lâu rồi các bạn Bản thân thuận thì như đã chia sẻ thường không có lưu trữ tiền trên sàn nhiều hoặc là bất cứ đơn vị thứ ba nào thường thích tự lưu trữ hơn các bạn có thể tự đưa ra quyết định cho bản thân của mình còn về Binance.us thì có một hành động cũng khá là bất ngờ các bạn sàn Binance.us ngày hôm nay đó chính là cái sàn Binance ở Hoa Kỳ thì đã đưa ra một quyết định là họ sẽ ngưng một số cặp các bạn và rất nhiều cặp luôn nói chung đó là các bạn thì được những cặp này là liên quan tới USDT hầu như là chúng ta có những cái đồng mà được nêu tên chính là chứng khoán trong cái đơn kiện của SEC và thậm chí rất nhiều những đồng khác mà không được Newton tên như là OMG à, cũng bị xóa ra khỏi Binance Advanced Trading, BTC cũng có nhiều cặp bị à, xóa đi và BUSD thì à, có hai cặp bị xóa đi các bạn là HBAR và ONE BUSD. thì cái mà thường nhìn thấy được trên mạng đó là nhiều người nói là Binance sẽ list những đồng này thì không phải đâu các bạn. nhưng mà nào mà sử dụng sàn Binance à, Hoa Kỳ đó Binance US thì sẽ biết là trên sàn Binance US chúng ta có thể trade bằng cách là các bạn có thể tham gia vào gọi là spot trading thì đây là cái mà các bạn trade uh, giữa hai cặp các bạn có thể lựa chọn như là BTC USD hay là các bạn có thể lựa chọn là BTC và ADAM vân vân thì đây gọi là van trading của Binance US họ sẽ xóa những cặp đó trên đây nhưng mà các bạn vẫn có thể tiếp tục mua những đồng đó thông qua trading bình thường nghĩa là các bạn mua spot bình thường thì uh, vẫn không vấn đề gì hết chứ không vấn đề delist nhưng mà hành động này đó cũng khá là bất ngờ các bạn, tại sao lại ngừng giao dịch những cặp này và theo vào đó họ đã ngừng OTC 2 ngày sau khi mà bị kiện. Các bạn nghĩ sao về hành động này các bạn hãy comment ở bên dưới. Và đương nhiên thường chỉ nói tới Binance US mà thôi. Và có một câu hỏi mà nhiều bạn cũng comment bên dưới những cái post của thường hỏi là tại vì sao mà sàn Binance là một sàn mà không có phải ở Hoa Kỳ mà lại bị kiện? Tại vì sao mà sàn Binance lại không thể sở hữu phần trăm của sàn Binance US? thì để giải thích thì các bạn hiểu rõ hơn bất cứ công ty nước ngoài nào cũng có thể sở hữu phần trăm của công ty ở trong nước Hoa Kỳ và thậm chí bất cứ công ty nước ngoài nào cũng có thể là theo luật Hoa Kỳ có thể mở chi nhánh tại Hoa Kỳ rất là bình thường luôn các bạn nhưng mà nhiều công ty họ không muốn làm như vậy Đây là điều khác nhau của bạn họ không muốn sở hữu phần trăm công ty của chi nhánh họ ở trong Hoa Kỳ chứ không phải là không thể hay là có khác nhau họ hoàn toàn có thể nhưng mà họ không muốn tại vì khi mà các bạn sở hữu phần trăm của chi nhánh của công ty mình ở trong hoa kỳ thì có nghĩa là công ty mẹ cũng phải tuân thủ theo luật lệ của hoa kỳ hoặc là công ty các bạn cho dù là công ty nước ngoài mà nếu như mà cung cấp dịch vụ cho người dân hoa kỳ thì cũng sẽ phải chịu lực của Hoa Kỳ vì lý do đó các bạn thấy là nhiều dự án trong những cái tổ này đó họ luôn có một cái thông điệp đó chính là không hỗ trợ người Hoa Kỳ tại vì cho dù là các bạn là một dự án ở bất cứ quốc gia nào nếu như mà các bạn hỗ trợ người dân Hoa Kỳ thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ có thẩm quyền đó là lực của Hoa Kỳ đã có từ xưa đến giờ rồi các bạn và nếu như các bạn sở hữu phần trăm của chi nhánh công ty các bạn ở Hoa Kỳ hay là có cái sự quản lý thì sẽ dẫn đến là công ty mẹ cũng thuộc cái quyền quản lý của chính phủ Hoa Kỳ luôn và đây là cái vấn đề của Binance và Binance US được nêu ra bởi SEC bởi vì SEC mới cố gắng để mà ghép hai cái lại nó là Binance US trên căn bản không phải là một công ty độc lập mà đó là một công ty thuộc sự quản lý hoàn toàn bởi công ty mẹ là Binance.com vì lý do đó công ty Binance.com cũng phải theo luật của Hoa Kỳ đó là cái lập luận của SEC để các bạn hiểu rõ hơn rồi một cái điều nữa cũng khá thú vị các bạn, hồi sáng này đã, đã có một thời gian hầu như là khoảng chừng 10 tiếng đồng hồ luôn, cái giá trên sàn Binance US cao hơn cái giá ở trên sàn quốc tế tới 2.000 đô lận có nghĩa là hồi sáng này giá khoảng chừng là 26.600 đô cho một BTC thì ở trên sàn Binance US ở Hoa Kỳ đó giá của BTC lên tới 28.697 và nếu chúng ta nhìn vào giá BTC hiện tại đó thì trên sàn Binance US là khoảng 26.700 đô so với quốc tế là khoảng 26.300 thì vẫn cao hơn 300 đô nhưng mà không có nhiều sáng này cao hơn tới 2.000 đô thì tại sao vậy các bạn? Có thể là tại vì cái nhu cầu thu mua BTC ở trên Binance US rất là cao, đẩy giá lên. Thì có nhiều bạn nói là như vậy thì ngon quá, chỉ cần là mua BTC ở một sàn quốc tế rồi lên trên sàn Binance US bán là có lời rồi thì cái đó là đúng một phần thôi các bạn nếu như đơn giản vậy thì mọi người đã làm rất nhanh chóng thì cũng có những cái đơn vị họ sẽ làm như vậy à, tại vì đó là một tổ chức đầu tư họ có cái thuế khác với là người thường một người thường như là thuận đó nếu như mà thuận mua BTC một nơi khác rẻ hơn đem lên Binance US mà bán đó, thì vẫn phải đóng thuế và cái thuế đó nó sẽ còn nhiều hơn cả cái phần lời cho nên nhiều người sẽ không làm như vậy nhưng mà nếu các bạn là một công ty mà công ty các bạn có một cái lợi thế liên quan tới thuế bằng một cách nào đó mà không cần phải đóng thuế khi mà có lời à, thì các bạn có thể làm cách này và các bạn thấy là cũng có những đơn vị làm như vậy cho nên từ từ cái giá trên lời nó giảm xuống bây giờ trên lời chỉ còn có 300 đô mà thôi